Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh EC Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, BTR152 là loại thiết giáp bánh lốp môi trần, không có khả năng lội nước, phục vụ trong quân đội Liên Xô từ năm 1950 và được sản xuất hàng loạt cho nhu cầu của nước này cho đến năm 1955. Trước kia, phương tiện trên đã có mặt trong thành phần tác chiến của nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay chỉ còn một vài quốc gia giữ lại BTR-152 trong hàng ngũ quân đội của mình, trong đó có Việt Nam. Trên tờ bình luận quân sự của Nga mới đây đã xuất hiện hình ảnh một chiếc xe tiếp sát BTR-152 được Việt Nam hoán cải cho nhiệm vụ đặc biệt. Xe đã tháo bỏ súng máy, lắp mui kín cao hơn hẳn so với nguyên bản và sơn màu trắng cùng phù hiệu chữ thập đỏ bên hông. Theo nhận xét của tờ báo Nga, việc quân đội Việt Nam tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại châu Phi cụ thể ở đây là triển khai bệnh viện giã chiến cấp 2, đã dẫn tới yêu cầu phải có một loại phương tiện đặc biệt. Lần này Việt Nam đã tạo nên sự khác biệt khi chuẩn bị các phương tiện kế thừa từ Liên Xô cho nhu cầu gìn giữ hòa bình. Truyền thông Việt Nam đã cho thấy những phương tiện chuyên dụng trên khung gầm xe tải UR-4320 và xe thiết giáp chở quân BTR-152. Theo ghi nhận, đây là lần đầu tiên phần cabin của chiếc xe bọc thép hoán cải được trưng bày có thể nhận thấy khác biệt tập trung vào sự thoải mái hơn, khác xa so với phiên bản BTR 152 ban đầu của Liên Xô. Trong quá trình hiện đại hóa, BTR 152 còn nhận được động cơ Hyundai D4DB và vô lăng từ một công ty Hàn Quốc. Buổi kiểm tra lô thiết bị hiện đại hóa đầu tiên đã diễn ra ngày 12 tháng 8 tại Viện Kỹ thuật Quân sự. Chiếc xe sẽ phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình đóng tại châu Phi xe thiết giáp BTR-152 hoán cải được cho là cung cấp mức độ bảo vệ khá tin cậy cho kíp bác sĩ, y tá hay bệnh nhân trước các loại vũ khí bộ binh hạng nhẹ, đảm bảo sự an toàn khi hoạt động tại vùng chiến sự nguy hiểm. Khả năng cơ động của BTR-152 tương đối tốt, nhất là khi gần đây Việt Nam đã tiến hành chương trình thay thế động cơ xăng nguyên bản bằng động cơ diesel mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, giúp xe hoạt động hiệu quả hơn nhiều ngoài chiếc BTR-152 nói trên dễ dàng nhận thấy một xe tải URO-4320 cũng được hoán cải cho nhiệm vụ đặc biệt nó mang theo một thùng kín phía sau đây có thể là cabin chăm sóc sức khỏe hay thực hiện phẫu thuật tại hiện trường ngoài hai phương tiện nói trên còn có thể nhận thấy những chiếc xe bồn được sơn màu trắng và dòng chữ UN cho thấy nó cũng phục vụ trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sau chiếc xe thiết giáp BTR-152 sửa đổi thành xe cứu thương nói trên, nếu tương lai Việt Nam tiếp tục đưa đơn vị công binh tham gia gìn giữ hòa bình, thì rất có khả năng họ sẽ mang theo chiến xa của mình. Đó là loại IRM-2M trên khung gầm xe tăng T-72 sang châu Phi làm nhiệm vụ. Việt Nam tự làm mới xe tăng lội nước Nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng lội nước hạng nhẹ PT-76 do Liên Xô sản xuất ra đời vào năm 1950. Sau một số thử nghiệm và sửa đổi, nó chính thức gia nhập biên chế quân đội Liên Xô vào năm 1951. PT-76 được sản xuất tại nhà máy máy kéo Volgograd từ năm 1958 đến 1967 và tổng cộng 12.000 xe đã được chế tạo cho quân đội Liên Xô và xuất khẩu sang các quốc gia đồng minh với số lượng lên tới khoảng 2.000 xe. Thông số kỹ thuật của xe: Chiều dài 6,91 m, chiều rộng 3,15 m, chiều cao 2,325 m, kíp chiến đấu 3 người gồm lái xe, pháo thủ, nạp đạn. Tầm hoạt động 400 km, tốc độ tối đa trên cạn 44 km/h. Vỏ giáp của PT-76 làm bằng thép hàn, giúp bảo vệ binh lính trước vũ khí bộ binh nhẹ và mảnh đạn pháo. PT-76 có khả năng bơi với tốc độ tối đa 9 km h nhờ hai động cơ phản lực nước gắn ở phía sau thân xe. Vũ khí chính của PT-76 bao gồm pháo nòng xoắn D-56T cỡ 76,2mm có tốc độ bắn tối đa từ 6 đến 8 phát trên 1 phút. Tầm bắn tối đa trong vai trò bắn gián tiếp từ 12.000 đến 13.290m. Tầm bắn thẳng hiệu quả chỉ hơn 1.000m Vũ khí phụ của PT-76 gồm súng máy PKTM cỡ 7,62 mm gắn đồng trục ở bên phải pháo chính và nóc tháp pháo có thể được trang bị một súng máy phòng không 12,7 mm DShKM. Mặc dù vẫn còn phục vụ tích cực, nhưng xe tăng bơi PT-76 có nhược điểm nằm ở khẩu pháo chính không còn đủ sức đối đầu với những loại thiết giáp lưỡng cư hiện đại. Khả năng cơ động của nó cũng bị cho là không đáp ứng yêu cầu khi khá chậm chạp. Bên cạnh đó, nhu cầu cải thiện hệ thống điện tử cũng là đòi hỏi cấp thiết. Hiện nay trên thế giới có khá nhiều nhà sản xuất chào hàng các gói nâng cấp dành cho PT76. Tuy nhiên, mới đây Indonesia đã lựa chọn phương án do công ty PT Lumindo Atha Sejati giới thiệu với tên định danh PT76KMP xe tăng PT-76KMP được trang bị động cơ Destroy Diesel do Mỹ sản xuất, tích hợp pháo 90mm Cockerill MK3 của công ty Bỉ John Cockerill, trước đây là CMI Defense. Cũng như hệ thống điều khiển hỏa lực tối tân, tháp pháo của xe vẫn được giữ lại. Động cơ Diesel Detroit Diesel V6-92T có công suất tối đa 300 mã lực tại vòng tua máy 2100 vòng trên một phút kết hợp với hộp số gốc. Gói nâng cấp cũng bao gồm tích hợp máy phát điện xoay chiều 24V 200A và hệ thống làm mát. Pháo 76,2mm nguyên bản được thay thế bằng khẩu 90mm Kokeril MK3 mạnh hơn nhiều và sử dụng được các loại đạn hiện đại, bao gồm cả đạn xuyên động năng dưới cỡ. Để tăng độ chính xác, hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cấp cũng được cài đặt. Sạ thủ sẽ có kính ngắm ngày đêm, đi kèm máy đo khoảng cách laser. Ngoài ra, PT 76 KMP sẽ có hệ thống ổn định vũ khí, cũng như hệ thống chữa cháy hoàn toàn mới. Súng máy đồng trục 7,62 mm PKTM của Liên Xô đã được thay thế bằng loại 7,62 mm do châu Âu sản xuất. Vũ khí tương tự có thể được lắp đặt trên nóc tháp pháo để phòng không. Cấu hình nâng cấp của xe tăng bơi TT76KMP được đánh giá là không quá phức tạp và đắt tiền, trong khi vẫn mang lại sức mạnh vượt trội. Đây là phương án rất đáng để Việt Nam nghiên cứu ứng dụng. Còn một phương án khác đó là thay thế khẩu pháo chính D56T cỡ 76,2 mm bằng pháo tự động AU220M cỡ 57 mm có kết cấu dạng module dễ dàng tích hợp lên khung xe PT76 trong khi không phải thay đổi cách bố trí quá nhiều. Tuy nhiên, chi phí cho AU220M lại quá lớn và không tận dụng được cơ số đạn 76mm vẫn còn rất nhiều trong các kho lưu trữ. Hơn nữa, khả năng cơ động lẫn bảo vệ của vỏ giáp không có gì thay đổi. Trong khi chưa có đủ tiền để nâng cấp theo các dự án của nước ngoài, Việt Nam cũng đã có những cải tiến rất đáng chú ý theo đó, nhà máy X70 hiện là lá cờ đầu trong việc sửa chữa xe tăng thiết giáp có trong trang bị của lực lượng hải quân. Nhà máy đã phát huy tính năng khai thác tối đa một số máy móc hiện đại như thiết bị thử kiểm tra hồ số, ly hợp xe tăng PT76, thiết bị thử kiểm tra máy phát, khởi động xe tăng thiết giáp, vân vân. Qua đó có phần giảm bớt công sức, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc đối với xe tăng PT 76, nhà máy tập trung thợ bậc cao kiểm tra, sửa chữa toàn bộ hệ cụm chân vịt đến các vị trí làm kín thân xe, hệ thống van tự động ngăn nước vào động cơ, các dẫn động điều khiển bơi, kiểm sửa từng chi tiết của hệ thống đảm bảo tính đồng bộ và ổn định. Đánh giá về những cỗ tăng lội nước PT 76 do Việt Nam tự sửa chữa và làm mới trong bài viết trên tờ báo chuyên ngành quân sự nga Vedom. Material.ru chuyên gia Alexey Mosep đã rất ngạc nhiên về diện mạo những cỗ xe có từ thở liên xô này. Theo chuyên gia nga, trên mạng mới xuất hiện một trong những đoạn video quay một chiếc xe tăng lội nước hạng nhẹ PT-76 trong trang bị của quân đội nhân dân Việt Nam, nhìn từ bên trong. Các cảnh quay cận cảnh cho thấy ghế lái xe, bảng điều khiển, cần điều khiển, bộ ác quy, các thiết bị chữa cháy. Người quay cũng chú ý đến tháp pháo cùng vũ khí và phương tiện liên lạc trên xe. Nếu như không biết rằng những chiếc xe chiến đấu bánh xích được Liên Xô cung cấp này đã không còn được sản xuất từ cách đây hơn nửa thế kỷ, bạn sẽ nghĩ ngay rằng chiếc PT-76 Việt Nam này vừa mới rời dây chuyển lắp ráp của xí nghiệp quốc phòng ngày hôm qua. Những cỗ xe PT-76 này đã từng chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ. Những người lính Mỹ đã phong cho PT-76 biệt danh xe tăng ma vì nó có khả năng xuất hiện bất ngờ tại những khu vực có địa hình xe tăng tưởng như không thể tiếp cận được. Chuyên gia Nga cho biết thêm rằng, căn cứ vào nhiều nguồn tài liệu và các đoạn video khác nữa, những xe chiến đấu này hiện đang được sử dụng nhiều trong các đơn vị lính thủy đánh bộ quân đội nhân dân Việt Nam. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.